Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình quay video clip giới thiệu anh em cái sản phẩm là thòng rơi bẫy cuốc này, loa mini kèm chim cuốc giá. Đấy. Khi anh em mua sản phẩm này bên mình thì bất kể cái sản phẩm nào thì bên mình đều tặng cho anh em một cái chuông này nhá. Đó. Còn anh em mua ngoài thị trường thì nhiều anh em nó không tặng hoặc là bán cho anh em, nhưng ở clip mình là mình sẽ tặng chuông cho anh em. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 24, tức là ngày hôm nay nhá. Đó. Mình sẽ tặng chuông cho anh em khi anh em mua bất cứ một cái sản phẩm nào ở hàng bên mình. Đó. Thì đây hôm nay mình quay chi tiết cái những sản phẩm bên mình đây. Đó. Thì thòng dây bẫy cuốc này. Thì bên mình có hai màu. Màu đen và màu xanh. Đấy. Đấy, đây là màu xanh. Còn đây là màu đen nhá. Đó. Một bộ thòng này của nó là dài 2 mét, với hai đầu cột nữa nó tổng là hơn 2 mét đó. Nó có 20 vòng. Đấy. Vòng đen cước xanh, vòng đen đang xử lý tròn o cho anh em rồi. Thì ở trên kênh mình có clip mình cũng quay rồi đó, mình đã giải ra cho anh em xem, cũng giới thiệu sản phẩm rồi. Thì nay mình lên clip mới là vấn đề về chủ yếu là tặng chuông cho anh em, thì tiện luôn quay lại cho anh em xem. Những anh em mới thì mình vô xem lại từ đầu cho nó dễ. Còn những anh em đã theo dõi kênh mình rồi, xem rồi thì anh em biết rồi, cho nên anh em có thể bỏ qua. Và khi đặt hàng thì nhớ nhắc mình là vấn đề về tặng chuông nhé. Còn anh em mới thì mình bao hoàn toàn cho anh em về vấn đề về tặng chuông. Đấy. Thì anh em cứ mua sản phẩm thòng dây như này. Đấy, bên mình tặng cho anh em một cái chuông nhé. Anh em mua 2 bộ mình tặng cho một cái chuông. Đó. Kèm bao ship cho anh em luôn. Đấy. Hoặc anh em mua một con cuốc mình cũng tặng cho anh em một cái chuông. Đấy. Anh em mua combo thì mình sẽ để rẻ cho anh em nhé. Đấy. Combo gồm một loa này, thòng dây với cả con cuốc thì mình sẽ để rẻ cho anh em, giảm giá cho anh em. Đấy. Đây, thòng dây bên mình thì cái khoen nó là khoen đúc inox nhé, có cục chống xoắn 360 độ này. Đấy. Hàng chất lượng hay không thì về anh em cứ cắt này, về anh em nhận hàng, anh em nhận hàng kiểm tra này, cắt chỗ này ra. Đấy, cắt ra, cắt mấy dây rút bên mình ra. Đó, anh em giải ra, anh em cột lên anh em xem đó, coi nó chất lượng hay không. Đấy, anh em biết. Đấy. Bên mình cho kiểm tra hàng nhá. Đấy. Bao nếu mà về mà bị lỗi thì anh em có thể là gọi lại mình để đổi trả nhá. Đấy, miễn sao là có nhân viên giao hàng ở đấy là được. Đấy, anh em phải kiểm tra hàng có nhân viên giao hàng ở đấy là được nhá. Chứ nhân viên giao hàng đi rồi anh em bắt đầu với vác về kiểm tra hoặc là sử dụng rồi với báo là hư hỏng thì bên mình không có chịu hoàn toàn vấn đề này nhá anh em. Rồi tiếp tục nha anh em. Đấy, tiếp tục nhá. Mình nghe cuộc điện thoại của khách hàng. Thì đó, thì mình cũng đã nói quy cách rồi, thì anh em đấy cứ đặt hàng rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, có nhân viên giao hàng là được. Đây, mình tiếp tục quay này, giới thiệu với cái sản phẩm kế tiếp này, loa này. Cái mẫu loa này thì loa giá rẻ thôi, không có điều khiển nhá. Đấy, nhưng bên mình vẫn kèm cho anh em một cái thẻ nhớ tải thường quốc ở đây này, về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, khi anh em sử dụng này nhớ để ý cái kỹ video này của mình nhá. Đó, là trên loa này nó có sẽ hiện một cái nút nguồn này, nhiều anh em sẽ biết nhưng nhiều anh em không biết. Đó, không biết sử dụng như nào. Đó, anh em ấn tay này, ấn tay vào này, giữ khoảng cỡ 3 đến 4 giây. Đó, sáng đèn là nó chạy nhá. Play by TF card. Đó. Anh em chuyển bài qua bài thì ấn nút cộng trừ nhá. Này, chuyển bài thì ấn nút cộng. Đó, hoặc là nút trừ đó. Còn anh em muốn tắt cái đèn sáng này đi cho nó đỡ chói đúng không? Anh em bấm nút đây. Đó. Nó tắt rồi nha anh em. Đó. Chuyển bài này. Còn anh em muốn chuyển qua FM thì ấn M đây. Là nó chuyển qua hệ đài FM. Bắt sóng FM nữa. FM mode. Đài ấy anh em nhé. Đài thì mình cũng không cần dùng đâu. Tắt thì anh em cũng giữ khoảng 3 đến 4 giây là tự tắt. Đấy. Loa này nhiều anh em về không biết cách sử dụng đâu. Đó, thì tiện đây mình cũng hướng dẫn luôn cho anh em để anh em thuận tiện là sử dụng nhé. Đó, thì anh em xem thì cho mình một like cũng như một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh, ấn nút chuông nhé. Anh em nhớ bấm cái nút chuông này khi mình
mình lên video clip mới nó sẽ hiện cái thông báo là để anh em vô xem. Ví dụ đợt tới này mình nhiều khi là mình có chương trình mình giảm giá hoặc là mình sẽ tăng tặng cái gì đó cho anh em đấy, tặng anh em để anh em săn nhá anh em. Rồi mình kết thúc video tại đây nha anh em. Đấy, xin chào tất cả anh em.